Và có một số người quan điểm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được. Cái đó là quan niệm nó bị sai, lắng nghe nè. Nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay. Họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống và khi mất là hầu như họ họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyển ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh, học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi chở từ bên Đắk Nông Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy, mình không thấy, nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không, còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cậu nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng cái lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi, những loài súc sanh đến đòi mạng rồi, đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó, rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại nhận xuống nước, mèo sống á cho nó chết, nó ngộp nước cái chết, xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên 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 chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột nóng gan tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột nóng gan bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán gì mà nó chán, Bồ đề tâm thối chuyển. Ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp, nhưng mà gì, không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu. Ông lên công phu được một hai bữa xong ông bỏ, ông chạy ra tiếp, thì Bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào, gỡ cái cách Bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao ấn tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đãi. Tổng quan nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để ngày nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng giỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang ngày răng nhắc lần là quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Thoảng quan nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương giữ huệ hương, giải thoát tri cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ hít thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình thành trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe? Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ, vẫn giữ. Nghe nghe, mình phải tin lời của Phật tổ, mình tin lời 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 người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai.
Cái chỗ này một số các người họ không quan điểm, không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói. Cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát sanh, cúng tế quỷ thần và hương linh đã mất. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kẻ như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phủ quỷ đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy, lúc bị người giết có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp,
thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được. Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng của mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc sinh mạng loài vật. Cho nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ăn ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ kỹ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết, ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh cái họa đao binh, do người gây ra và các thiên tai như nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập vân vân nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả.
Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không gì có qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Xin làm các lành, xin làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Toản Quan mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được hả? Kêu được. Nó kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương lồi súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường, nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được, thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Tích đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi, quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được. Kêu nước mắm có con gì đâu. Kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả? Kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu. Kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nói là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt thì được, trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tỏ quan ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu, kêu trứng không có cồ, nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa? Thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật tuyệt. Tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao, còn uống sữa, còn như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác, ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó, đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn ở giờ là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này.
tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1, 2, 5, 7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô hãy ngồi ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Có cái ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó ăn chay bả niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 2-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái chả xe tông này mà họ, cái bà này bà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bà niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà chả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vãng sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, đằng sau bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm. Thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng. Họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à. Nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha. Khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy biện rồi đó thì kêu sông này sư phụ là coi như là phổ biến tụng phổ môn, là con tụng phổ môn. Phổ biến sáng phổ môn, chiều Di Đà, là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Chỗ này, cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó, và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em đứng đấy trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạn đầy ấp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trộm dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực.
mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp, xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm vọng một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu Di A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến ngài rất là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện ông đó, ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi, vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp, mở cửa ra một cái, thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành con cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Cái cuối cùng nó thành con cọp, cái con cọp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi gặp cái người bạn, gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cọp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại. Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu ông này ông đứng lại, ông hỏi: "Ủa, ông là con cọp mà sao biết nói tiếng người?" Ông kêu: "Ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy. Tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng tôi trốn." Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu: "Trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà, đâu biết tu đâu. Rồi không có tội gì tôi không làm. Đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa." Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi, cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó, dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo. Sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đến nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn. Không thể nào suy nghĩ, suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình hóa giải nó được. Nó tính bất ngờ. Nó đến bất ngờ quá. Đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo, đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo sơ sát đi ăn xin, đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng, không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang.
nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào. Vừa mới gặp nhau chuẩn bị đám cưới hy sinh, trời, đi ra một cái buổi ăn chè là coi như là thôi để anh trả cho, coi như là toàn bộ là nói những cái gì tốt, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, đám cưới được rồi, chiếm hữu người ta về rồi, bắt đầu xài xẻ quýnh cho người ta lên bờ xuống ruộng. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế, bởi vì đang sống với vọng tưởng điên đảo, chấp trước ngã mạng mà làm sao không có chuyện đó xảy ra. Đó, bây giờ mới ly dị ngồi đó đó. Nói không phải là cống cao ngã mạn la rầy quý vị quá đáng đâu, nói để mà nhìn thấu vào cái tâm gì ác, tâm xấu ác của mình, lừa gạt thiên hạ. Mới lần đầu gặp nhau sau mà cái tâm ban đầu đó, để mãi luôn, mãi cái tâm ban đầu thương yêu lo lắng và hy sinh như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long luôn đi. Sao mà thương nhau bước đầu rồi, rồi chiếm hữu được con người ta rồi, bắt đầu về hành hạ con người ta rồi, bắt đầu là xài xẻ con người ta. Bữa chúng tôi nói hai cái vợ chồng mà ở dưới Biên Hòa đó, sao mới lần đầu anh cưới nhau anh vui vẻ, anh còn hết lòng anh xin cha mẹ người ta, bây giờ anh không thích anh trả về cha mẹ người ta đi chứ sao mà anh quýnh bài bắt người ta trả nợ, rồi bắt đầu ông đòi coi như là quyền rủa người ta, rồi ông quyền rủa ông làm cho người ta khổ đau vậy. Lý do gì như vậy? Phải là cái tâm phàm tục của ông xuất hiện lên không? Phải là cái tâm mà gọi như rằng là trước tốt sau xấu không? Có phải là trung thành, là trung thủy từ đầu đến đuôi không? Đó, lúc đó rồi ông mới nhìn nhận ra, ông kêu, con nhiều lúc cũng không hiểu con người con, cái con người ông dễ hiểu mà, nó là phàm tục đấy, không phải thánh hiền đâu. Đọc sách thánh hiền đi, rồi từ từ mình chuyển đổi phàm phu trở thành thánh hiền rồi ông sẽ hiểu không? Hiểu. Gia đình bị coi như là tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy, con cái coi như bất kính không nghe lời cha mẹ nữa, cãi lại lời cha mẹ. Giờ thầy Minh đọc giáo dục gia đình một chút xíu và xem ba cái lá thư trong ba cái gia đình này kinh hồn không thể tưởng tượng. Nghe xong rồi chuẩn bị sư cô tắc bạch trai tăng, nghe ba gia đình này hỗn loạn, tội nghiệp vô cùng. May là họ biết tu, chứ không biết tu là coi như xong rồi. Nghe ba lá thư của ba gia đình này nghe quá thương tâm. Trước đó là thầy Minh sẽ đọc giáo dục gia đình, rồi đến bảo thân tiết dục, rồi mới đọc ba cái lá thư đó. Ngắn thôi, ngồi lắng nghe, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình. Trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp ngữ. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hồi, thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hồi. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiền. Trong lúc rảnh nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất, phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động, chớ mặc tình phóng ý, cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình,
cho người thân và mọi người hay không? Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu người hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Con còn nhỏ tuổi hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm, chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều do một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mèo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió, tụ hợp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nửa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khéo mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng. Dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí luật suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con dâu cháu,
hãy rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chỉ lý chỉ tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị về chuyện sắc dục. Một, sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm, sẽ chẳng sanh tự tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử, nếu chẳng thể đào đáo trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết, sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bèn khởi tâm yêu mến, do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ kiều mỹ còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, rết dữ, tỳ xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tình tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt máu mủ phân tiểu đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ vì một lớp da mỏng che phủ, bèn lòng sanh luyến ái, bình đẹp đựng phân không ai ưa mến. Này lớp da mỏng che phủ của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gối trong da khác gì phận uế, sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong lớp da đó mà khởi lên vọng tưởng miên man. Lá thư của Phật tử thứ nhất. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Giang, một tỉnh ở đầu đất nước. Con có một thỉnh cầu xin thầy một việc, kính mong thầy cứu giúp gia đình con. Một, chồng con bị nghiện ma túy đến nay đã 20 năm, rất nhiều lần đi cai, hứa hẹn rất nhiều lần. Tuy nhiên đến thời điểm này không thay đổi, ngày càng nặng hơn. Hai, nay duyên đến, con biết về Phật Pháp, biết đến luật nhân quả, biết về nghiệp nặng của bản thân đang phải gánh chịu. Số ba, con xin thầy cho chồng con được tu tại chùa, biết đến Phật Pháp, biết làm điều thiện, bỏ được thói tà xấu, giải hết nghiệp cầu vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật,
con xin kính bạch Thầy chỉ dạy ạ. Lá thư thứ hai, kính bạch Thầy, con hiện ở Đồng Nai, con đã có gia đình chồng cũng có duyên với Phật Pháp, bản thân con cũng vậy, con vốn có tâm dâm dục từ nhỏ, con nhờ ân đức của Phật Bồ Tát cứu giúp con tỉnh. Khoảng từ tháng 4, tháng 5 năm 2020 dương lịch, sự dâm dục trong con giảm thật mạnh. Sau đó dần, con cảm thấy ghê và không muốn gần gũi chồng con, luôn tìm mọi lý do né tránh. Do con nghe địa giảng của Thầy và đọc sách Bảo Thân Tiết Dục của Tổ sư Ấn Quang, con thấy rất mầu nhiệm. Riêng chồng con cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề đó. Chồng con cũng tốt với con. Con tự biết như thế không thể kéo dài mãi. Con có đọc kinh niệm Phật hai thời sáng tối, cũng hồi hướng tới chồng con, mong giảm dần sự dâm dục và đã có duyên với Phật Pháp nên tu tập. Nếu là một người đang hướng về Phật Pháp, con theo pháp môn tịnh độ, mà lỡ để gia đình phải ly tán, người nhà buồn thì không được. Đây là điều con dự phòng. Con chỉ muốn vợ chồng xem nhau như bằng hữu, nhưng chỉ bản thân con muốn, còn chồng con không hiểu được. Vì con tự biết nghiệp chướng mình còn sâu dày, chưa đủ lực và thời gian. Có lúc con cũng cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, các vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho con. Khi chồng con đòi hỏi, con luôn cảnh giác, nhiều khi không dám vào phòng ngủ mà ngồi ngoài ghế ngủ gục trong giường, mà chồng con lại gần con rất khó chịu, không cho đụng vào người con. Con tha thiết xin Thầy chỉ điểm cho con nên làm thế nào ạ? Con thành kính tri ân Thầy. Lá thư thứ ba, kính bạch Thầy, con có một đứa em trai nay đã 26 tuổi, mà đứa em con hùng hạp làm ăn gây nợ cho gia đình, còn số tiền 300 triệu. Em con không nghe lời cha mẹ con khuyên, không nghe lời. Hơn 3 tháng nay đi làm ngủ đêm không về, ba mẹ năn nỉ về nhà nhưng không chịu, tính nóng, không nghe lời cha mẹ con khuyên, chỉ nghe lời bạn bè người ngoài, gây nợ làm ba mẹ con sầu khổ. Con kính xin hỏi Thầy, có phải kiếp trước ba mẹ con mắc nợ em con nên kiếp này phải trả không ạ? Có phải oan gia trái chủ không ạ? Mẹ con ngày nào tối nào cũng lễ Phật đọc kinh ở nhà, vì nhà con có thờ Phật để xin Phật cho em con. Biết nghe lời cha mẹ, biết hướng thiện nhưng chưa thành công. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho gia đình con cách để em con biết nghe lời cha mẹ, lo làm ăn hướng thiện, không gây nợ nần, không làm cho ba mẹ con sầu khổ. Con xin tri ân công đức Thầy. Con xin kính chúc Thầy pháp thể khinh an, Thầy mãi là bóng cây che bóng mát cho hàng Phật tử chúng con. Con xin kính chào Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ nghe ba lá thư rõ ràng chưa? Ba lá thư coi như là hóc búa, ba câu hỏi hóc búa, khó giải giống vậy ạ. Và có một số người quan điểm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được.
cái đó là quan niệm nó bị sai. Lắng nghe nè, nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay. Họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống, và khi mất là hầu như họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyển ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh, học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi, chở từ bên Đắk Nông, Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy. Mình không thấy. Nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không. Còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cô nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi. Những loài súc sanh đến đòi mạng rồi. Đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó. Rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại, nhận xuống nước, mèo sống á, cho nó chết. Nó ngộp nước cái chết, xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột, nóng gan, tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột, nóng gan, bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán, gì mà nó chán. Bồ đề tâm thối chuyển, ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp, nhưng mà gì, không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu được một hai bữa, xong ông bỏ ông chạy ra tiếp. Thì bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào? Gỡ cái cách bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao Ấn Tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời, hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đại. Tổ Ấn Quang nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để Ngài nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng dỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang Ngài răng nhắc lần là quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Tổ Ấn Quang nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương, giữ hội hương, giải thoát trì cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh, gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe. Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ. Nghe, mình phải tin lời của Phật Tổ. Mình tin lời người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai. Cái chỗ này một số các người họ không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói.
cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát sanh, cúng tế quỷ thần và hương linh đã mất. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kẻ như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì
đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng của mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc sinh mạng loài vật. Cho nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ăn ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ kỹ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết, ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết đến nỗi phát sanh cái họa đao binh, do người gây ra và các thiên tai như nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người.
Vì thế kinh thư viết, làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không gì có qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Xin làm các lành, xin làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Toản Quang mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được hả? Kêu được. Tôi kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương lồi súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường, nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được, thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Tích đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi, quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được. Kêu nước mắm có con gì đâu. Kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả? Kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu. Kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nó là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt thì được, trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tổ ông Quang ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu, kêu trứng không có cồ, nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa? Thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật, tuyệt. Tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao, còn uống sữa, còn như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác. Ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó, đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn ở giờ là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này.
Tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1, 2, 5, 7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô hãy ngồi ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Có cái ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó ăn chay bả niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 2-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái chả xe tông này mà họ, cái bà này bà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bà niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà chả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vãng sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, đằng sau bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm. Thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng. Họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à. Nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha. Khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy biện rồi đó thì kêu sông này sư phụ là coi như là phổ biến tụng phổ môn, là con tụng phổ môn. Phổ biến sáng phổ môn, chiều Di Đà, là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Chỗ này, cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó, và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em đứng đấy trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạn đầy ấp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trộm dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực.
mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp, xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm vọng một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô A Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến là rất là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện ông đó, ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi, vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp, mở cửa ra một cái, thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành con cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Cái cuối cùng nó thành con cộp, cái con cộp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi gặp cái người bạn gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cộp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại. Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu ông này ông đứng lại, ông hỏi: ủa, ông là con cộp mà sao biết nói tiếng người? Ông kêu: ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy, tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng tôi trốn. Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu: trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà đâu biết tu đâu, rồi không có tội gì tôi không làm, đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa. Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi, cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó, dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo, sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đến nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn, mà cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn, không thể nào suy nghĩ suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình hóa giải nó được. Nó tính bất ngờ, nó đến bất ngờ quá. Đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo, đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo sơ sát đi ăn xin, đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng, không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang.
nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào. Vừa mới gặp nhau chuẩn bị đám cưới hy sinh, trời, đi ra một cái buổi ăn chè là coi như là thôi để anh trả cho, coi như là toàn bộ là nói những cái gì tốt rồi, đám cưới được rồi, chiếm hữu người ta về rồi, bắt đầu xài xẻ quýnh cho người ta lên bờ xuống ruộng. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế, bởi vì đang sống với vọng tưởng điên đảo, chấp trước ngã mạn mà làm sao không có chuyện đó xảy ra. Đó, bây giờ mới ly dị ngồi đó. Nói không phải là cống cao ngã mạn la rầy quý vị quá đáng đâu, nói để mà nhìn thấu vào cái tâm gì ác, tâm xấu ác của mình, lừa gạt thiên hạ. Mới lần đầu gặp nhau sau mà cái tâm ban đầu đó, để mãi luôn mãi cái tâm ban đầu thương yêu lo lắng và hy sinh như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long luôn đi. Sao mà thương nhau bước đầu rồi chiếm hữu được con người ta, rồi bắt đầu về hành hạ con người ta, rồi bắt đầu là xài xẻ con người ta. Bữa chúng tôi nói hai cái vợ chồng mà ở dưới Biên Hòa đó, sao mới lần đầu anh cưới nhau anh vui vẻ, anh còn hết lòng anh xin cha mẹ người ta, bây giờ anh không thích anh trả về cha mẹ người ta đi chứ sao mà anh quýnh bài bắt người ta trả nợ, rồi bắt đầu ông đòi coi như là quyền rủa người ta, rồi ông quyền rủa ông làm cho người ta khổ đau vậy. Lý do gì như vậy? Phải là cái tâm phàm tục của ông xuất hiện lên không? Phải là cái tâm mà gọi như rằng là trước tốt sau xấu không? Có phải là trung thành, là trung thủy từ đầu đến đuôi không? Đó, lúc đó rồi ông mới nhìn nhận ra, ông kêu con nhiều lúc cũng không hiểu con người con. Cái con người ông dễ hiểu mà, nó là phàm tục đấy, không phải thánh hiền đâu. Đọc sách thánh hiền đi, rồi từ từ mình chuyển đổi phàm phu trở thành thánh hiền, rồi ông sẽ hiểu không? Hiểu. Gia đình bị coi như là tan nát. Tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy. Con cái coi như bất kính, không nghe lời cha mẹ nữa, cãi lại lời cha mẹ. Giờ thầy Minh đọc giáo dục gia đình một chút xíu và xem ba cái lá thư trong ba cái gia đình này kinh hồn, không thể tưởng tượng. Nghe xong rồi chuẩn bị sư cô tắc bạch trai tăng, nghe ba gia đình này hỗn loạn, tội nghiệp vô cùng. May là họ biết tu, chứ không biết tu là coi như xong rồi. Nghe ba lá thư của ba gia đình này nghe quá thương tâm. Trước đó là thầy Minh sẽ đọc giáo dục gia đình, rồi đến bảo thân tiết dục, rồi mới đọc ba cái lá thư đó. Ngắn thôi, ngồi lắng nghe, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình. Trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp ngữ. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hồi, thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hồi. Hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiền. Trong lúc rảnh nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu, bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất, phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý, cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình,
cho người thân và mọi người hay không? Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu người hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Con còn nhỏ tuổi hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm, chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều do một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mèo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió, tụ hợp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nửa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khéo mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng. Dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí luật suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con dâu cháu,
hãy rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chỉ lý chỉ tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị về chuyện sắc dục. Một, sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm, sẽ chẳng sanh tự tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử, nếu chẳng thể đào đáo trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết, sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bèn khởi tâm yêu mến, do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ kiều mỹ còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, rết dữ, tỳ xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tình tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt, máu mủ, phân tiểu, đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ vì một lớp da mỏng che phủ, bèn lòng sanh luyến ái, bình đẹp đựng phân, không ai ưa mến. Này lớp da mỏng che phủ của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gối trong da khác gì phận uế, sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong lớp da đó mà khởi lên vọng tưởng miên man. Lá thư của Phật tử thứ nhất. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Giang, một tỉnh ở đầu đất nước. Con có một thỉnh cầu, xin thầy một việc, kính mong thầy cứu giúp gia đình con. Một, chồng con bị nghiện ma túy đến nay đã 20 năm, rất nhiều lần đi cai, hứa hẹn rất nhiều lần, tuy nhiên đến thời điểm này không thay đổi, ngày càng nặng hơn. Hai, nay duyên đến, con biết về Phật Pháp, biết đến luật nhân quả, biết về nghiệp nặng của bản thân đang phải gánh chịu. Số ba, con xin thầy cho chồng con được tu tại chùa, biết đến Phật Pháp, biết làm điều thiện, bỏ được thói tà xấu, giải hết nghiệp cầu vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật,
con xin kính bạch Thầy chỉ dạy ạ. Lá thư thứ hai, kính bạch Thầy, con hiện ở Đồng Nai, con đã có gia đình chồng cũng có duyên với Phật Pháp, bản thân con cũng vậy, con vốn có tâm dâm dục từ nhỏ, con nhờ ân đức của Phật Bồ Tát cứu giúp con tỉnh. Khoảng từ tháng 4, tháng 5 năm 2020 dương lịch, sự dâm dục trong con giảm thật mạnh. Sau đó dần, con cảm thấy ghê và không muốn gần gũi chồng con, luôn tìm mọi lý do né tránh. Do con nghe địa giảng của Thầy và đọc sách Bảo Thân Tiết Dục của Tổ sư Ấn Quang, con thấy rất mầu nhiệm. Riêng chồng con cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề đó. Chồng con cũng tốt với con. Con tự biết như thế không thể kéo dài mãi. Con có đọc kinh niệm Phật hai thời sáng tối, cũng hồi hướng tới chồng con, mong giảm dần sự dâm dục và đã có duyên với Phật Pháp nên tu tập. Nếu là một người đang hướng về Phật Pháp, con theo pháp môn tịnh độ, mà lỡ để gia đình phải ly tán, người nhà buồn thì không được. Đây là điều con dự phòng. Con chỉ muốn vợ chồng xem nhau như bằng hữu, nhưng chỉ bản thân con muốn, còn chồng con không hiểu được. Vì con tự biết nghiệp chướng mình còn sâu dày, chưa đủ lực và thời gian. Có lúc con cũng cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, các vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho con. Khi chồng con đòi hỏi, con luôn cảnh giác, nhiều khi không dám vào phòng ngủ mà ngồi ngoài ghế ngủ gục. Trong giường mà chồng con lại gần con rất khó chịu, không cho đụng vào người con. Con tha thiết xin Thầy chỉ điểm cho con nên làm thế nào ạ? Con thành kính tri ân Thầy. Lá thư thứ ba, kính bạch Thầy, con có một đứa em trai nay đã 26 tuổi, mà đứa em con hùng hạp làm ăn gây nợ cho gia đình, còn số tiền 300 triệu. Em con không nghe lời cha mẹ con khuyên, không nghe lời. Hơn 3 tháng nay đi làm ngủ đêm không về, ba mẹ năn nỉ về nhà nhưng không chịu, tính nóng, không nghe lời cha mẹ con khuyên, chỉ nghe lời bạn bè người ngoài, gây nợ làm ba mẹ con sầu khổ. Con kính xin hỏi Thầy, có phải kiếp trước ba mẹ con mắc nợ em con nên kiếp này phải trả không ạ? Có phải oan gia trái chủ không ạ? Mẹ con ngày nào tối nào cũng lễ Phật đọc kinh ở nhà, vì nhà con có thờ Phật để xin Phật cho em con. Biết nghe lời cha mẹ, biết hướng thiện nhưng chưa thành công. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho gia đình con cách để em con biết nghe lời cha mẹ, lo làm ăn hướng thiện, không gây nợ nần, không làm cho ba mẹ con sầu khổ. Con xin tri ân công đức Thầy. Con xin kính chúc Thầy pháp thể khinh an, Thầy mãi là bóng cây che bóng mát cho hàng Phật tử chúng con. Con xin kính chào Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ nghe ba lá thư rõ ràng chưa? Ba lá thư coi như là hóc búa, ba câu hỏi hóc búa, khó giải giống vậy. Và có một số người quan niệm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được.
cái đó là quan niệm nó bị sai. Lắng nghe nè, nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay. Họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống, và khi mất là hầu như họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyển ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh, học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi, chở từ bên Đắk Nông, Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy. Mình không thấy. Nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không. Còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cô nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi. Những loài súc sanh đến đòi mạng rồi. Đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó. Rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại, nhận xuống nước, mèo sống á, cho nó chết. Nó ngộp nước cái chết, xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột nóng gan, tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột nóng gan bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán gì mà nó chán. Bồ đề tâm thối chuyển, ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp, nhưng mà gì, không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu. Lên công phu được một hai bữa xong ông bỏ ông chạy ra tiếp, thì bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào? Gỡ cái cách bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao Ấn Tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời, hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đại. Tổ Ấn Quang nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để Ngài nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng dỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang Ngài răng nhắc lần là quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Tổ Ấn Quang nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương giữ hội hương, giải thoát trì cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh, gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe. Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ. Nghe, mình phải tin lời của Phật Tổ. Mình tin lời người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai. Cái chỗ này một số các người họ không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói.
cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát sanh, cúng tế quỷ thần và hương linh đã mất. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kẻ như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì
đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng của mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc sinh mạng loài vật. Cho nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ăn ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ kỹ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết, đến nỗi phát sanh cái họa đao binh, do người gây ra và các thiên tai như nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người.
Vì thế kinh thư viết, làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không gì có qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Xin làm các lành, xin làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Toản Quan mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được hả? Kêu được. Tôi kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương lồi súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường, nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được, thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Tích đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi, quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được. Kêu nước mắm có con gì đâu. Kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả? Kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu. Kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nó là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt thì được, trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tổ ông Quan ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu, kêu trứng không có cồ, nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa? Thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật, tuyệt. Tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao, còn uống sữa, còn như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác. Ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó, đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn ở giờ là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này.
Tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1, 2, 5, 7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô hãy ngồi ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Có cái ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó ăn chay bả niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 2-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái chả xe tông này mà họ, cái bà này bà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bà niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà chả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vãng sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, đằng sau bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm. Thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng. Họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à. Nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha. Khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy biện rồi đó thì kêu sông này sư phụ là coi như là phổ biến tụng phổ môn, là con tụng phổ môn. Phổ biến sáng phổ môn, chiều Di Đà, là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si, mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Chỗ này, cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó, và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em đứng đấy trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạn đầy ấp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trọng dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực.
mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp, xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm vọng một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô A Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến là rất là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì, thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói, thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện ông đó, ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi, vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp, mở cửa ra một cái, thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành con cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Cái cuối cùng nó thành con cọp, cái con cọp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi gặp cái người bạn, gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cọp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại. Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu ông này ông đứng lại, ông hỏi: "Ồ, ông là con cọp mà sao biết nói tiếng người?" Ông kêu: "Ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy. Tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng tôi trốn." Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu: "Trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà, đâu biết tu đâu. Rồi không có tội gì tôi không làm. Đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa." Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi, cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó, dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo. Sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đến nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn. Không thể nào suy nghĩ, suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình hóa giải nó được. Nó tính bất ngờ. Nó đến bất ngờ quá. Đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo, đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo sơ sát đi ăn xin, đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng. Không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang.
nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào. Vừa mới gặp nhau chuẩn bị đám cưới hy sinh, trời, đi ra một cái buổi ăn chè là coi như là thôi để anh trả cho, coi như là toàn bộ là nói những cái gì tốt, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, đám cưới được rồi, chiếm hữu người ta về rồi, bắt đầu xài xẻ quýnh cho người ta lên bờ xuống ruộng. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế, bởi vì đang sống với vọng tưởng điên đảo, chấp trước ngã mạn mà làm sao không có chuyện đó xảy ra. Đó, bây giờ mới ly dị ngồi đó đó. Nói không phải là cống cao ngã mạn la rầy quý vị quá đáng đâu, nói để mà nhìn thấu vào cái tâm gì ác, tâm xấu ác của mình, lừa gạt thiên hạ. Mới lần đầu gặp nhau sau mà cái tâm ban đầu đó, để mãi luôn, mãi cái tâm ban đầu thương yêu lo lắng và hy sinh như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long luôn đi. Sao mà thương nhau bước đầu rồi, rồi chiếm hữu được con người ta rồi, bắt đầu về hành hạ con người ta rồi, bắt đầu là xài xẻ con người ta. Bởi chúng tôi nói hai cái vợ chồng mà ở dưới Biên Hòa đó, sao mới lần đầu anh cưới nhau anh vui vẻ, anh còn hết lòng anh xin cha mẹ người ta, bây giờ anh không thích anh trả về cha mẹ người ta đi chứ sao mà anh quýnh bài bắt người ta trả nợ, rồi bắt đầu ông đòi coi như là quyền rủa người ta, rồi ông quyền rủa ông làm cho người ta khổ đau vậy. Lý do gì như vậy? Phải là cái tâm phàm tục của ông xuất hiện lên không? Phải là cái tâm mà gọi như rằng là trước tốt sau xấu không? Có phải là trung thành, là trung thủy từ đầu đến đuôi không? Đó, lúc đó rồi ông mới nhìn nhận ra, ông kêu con nhiều lúc cũng không hiểu con người con, cái con người ông dễ hiểu mà, nó là phàm tục đấy, không phải thánh hiền đâu. Đọc sách thánh hiền đi, rồi từ từ mình chuyển đổi phàm phu trở thành thánh hiền rồi ông sẽ hiểu không? Hiểu. Gia đình bị coi như là tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy, con cái coi như bất kính không nghe lời cha mẹ nữa, cãi lại lời cha mẹ. Giờ thầy Minh đọc giáo dục gia đình một chút xíu và xem ba cái lá thư trong ba cái gia đình này kinh hồn không thể tưởng tượng. Nghe xong rồi chuẩn bị sư cô tắc bạch trai tăng, nghe ba gia đình này hỗn loạn tội nghiệp vô cùng, may là họ biết tu, chứ không biết tu là coi như xong rồi. Nghe ba lá thư của ba gia đình này nghe quá thương tâm. Trước đó là thầy Minh sẽ đọc giáo dục gia đình, rồi đến bảo thân tiết dục, rồi mới đọc ba cái lá thư đó. Ngắn thôi, ngồi lắng nghe, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp ngữ. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hồi, thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hồi, hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiền. Trong lúc rảnh nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý. Cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình,
cho người thân và mọi người hay không? Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu người hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Con còn nhỏ tuổi hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm, chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều do một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mèo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió, tụ hợp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nữa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khéo mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, làm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng, dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí luật suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con dâu cháu,
hãy rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chỉ lý chỉ tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị về chuyện sắc dục. Một, sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm, sẽ chẳng sanh tự tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử, nếu chẳng thể đào đáo trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết, sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bèn khởi tâm yêu mến, do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ kiều mỹ còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, rết dữ, tỳ xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tình tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt, máu mủ, phân tiểu, đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ vì một lớp da mỏng che phủ, bèn lòng sanh luyến ái, bình đẹp đựng phân, không ai ưa mến. Này lớp da mỏng che phủ của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gối trong da khác gì phận uế, sao lại yêu mến lớp da, quên đi các thứ vật dơ chứa trong lớp da đó mà khởi lên vọng tưởng miên man. Lá thư của Phật tử thứ nhất. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Giang, một tỉnh ở đầu đất nước. Con có một thỉnh cầu, xin thầy một việc, kính mong thầy cứu giúp gia đình con. Một, chồng con bị nghiện ma túy đến nay đã 20 năm, rất nhiều lần đi cai, hứa hẹn rất nhiều lần, tuy nhiên đến thời điểm này không thay đổi, ngày càng nặng hơn. Hai, nay duyên đến, con biết về Phật Pháp, biết đến luật nhân quả, biết về nghiệp nặng của bản thân đang phải gánh chịu. Số ba, con xin thầy cho chồng con được tu tại chùa, biết đến Phật Pháp, biết làm điều thiện, bỏ được thói tà xấu, giải hết nghiệp cầu vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật,
con xin kính bạch Thầy chỉ dạy ạ. Lá thư thứ hai, kính bạch Thầy, con hiện ở Đồng Nai, con đã có gia đình chồng cũng có duyên với Phật Pháp, bản thân con cũng vậy, con vốn có tâm dâm dục từ nhỏ, con nhờ ân đức của Phật Bồ Tát cứu giúp con tỉnh. Khoảng từ tháng 4, tháng 5 năm 2020 dương lịch, sự dâm dục trong con giảm thật mạnh. Sau đó dần, con cảm thấy ghê và không muốn gần gũi chồng con, luôn tìm mọi lý do né tránh. Do con nghe địa giảng của Thầy và đọc sách Bảo Thân Tiết Dục của Tổ sư Ấn Quang, con thấy rất mầu nhiệm. Riêng chồng con cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề đó. Chồng con cũng tốt với con. Con tự biết như thế không thể kéo dài mãi. Con có đọc kinh niệm Phật hai thời sáng tối, cũng hồi hướng tới chồng con, mong giảm dần sự dâm dục và đã có duyên với Phật Pháp nên tu tập. Nếu là một người đang hướng về Phật Pháp, con theo pháp môn tịnh độ, mà lỡ để gia đình phải ly tán, người nhà buồn thì không được. Đây là điều con dự phòng. Con chỉ muốn vợ chồng xem nhau như bằng hữu, nhưng chỉ bản thân con muốn, còn chồng con không hiểu được. Vì con tự biết nghiệp chướng mình còn sâu dày, chưa đủ lực và thời gian. Có lúc con cũng cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, các vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho con. Khi chồng con đòi hỏi, con luôn cảnh giác, nhiều khi không dám vào phòng ngủ mà ngồi ngoài ghế ngủ gục. Trong giường mà chồng con lại gần con rất khó chịu, không cho đụng vào người con. Con tha thiết xin Thầy chỉ điểm cho con nên làm thế nào ạ? Con thành kính tri ân Thầy. Lá thư thứ ba, kính bạch Thầy, con có một đứa em trai nay đã 26 tuổi, mà đứa em con hùng hạp làm ăn gây nợ cho gia đình, còn số tiền 300 triệu. Em con không nghe lời cha mẹ con khuyên, không nghe lời. Hơn 3 tháng nay đi làm ngủ đêm không về, ba mẹ năn nỉ về nhà nhưng không chịu, tính nóng, không nghe lời cha mẹ con khuyên, chỉ nghe lời bạn bè người ngoài, gây nợ làm ba mẹ con sầu khổ. Con kính xin hỏi Thầy, có phải kiếp trước ba mẹ con mắc nợ em con nên kiếp này phải trả không ạ? Có phải oan gia trái chủ không ạ? Mẹ con ngày nào tối nào cũng lễ Phật đọc kinh ở nhà, vì nhà con có thờ Phật để xin Phật cho em con. Biết nghe lời cha mẹ, biết hướng thiện nhưng chưa thành công. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho gia đình con cách để em con biết nghe lời cha mẹ, lo làm ăn hướng thiện, không gây nợ nần, không làm cho ba mẹ con sầu khổ. Con xin tri ân công đức Thầy. Con xin kính chúc Thầy pháp thể khinh an, Thầy mãi là bóng cây che bóng mát cho hàng Phật tử chúng con. Con xin kính chào Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ nghe ba lá thư rõ ràng chưa? Ba lá thư coi như là hóc búa, ba câu hỏi hóc búa, khó giải giống vậy. Và có một số người quan niệm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được.
Cái đó là quan niệm nó bị sai. Lắng nghe nè, nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay. Họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống, và khi mất là hầu như họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyển ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh, học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi, chở từ bên Đắk Nông, Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy. Mình không thấy. Nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không. Còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cô nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi. Những loài súc sanh đến đòi mạng rồi, đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó. Rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại, nhận xuống nước, mèo sống á, cho nó chết. Nó ngộp nước cái chết, xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột nóng gan, ông tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột nóng gan bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán gì mà nó chán. Bồ đề tâm thối chuyển, ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp, nhưng mà gì, không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu. Lên công phu được một hai bữa xong ông bỏ ông chạy ra tiếp, thì bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào? Gỡ cái cách bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao Ấn Tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời, hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đại. Tổ Ấn Quang nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để Ngài nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng dỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang Ngài răng nhắc lần là quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Tổ Ấn Quang nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương giữ hội hương, giải thoát trì cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh, gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe. Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ. Nghe, mình phải tin lời của Phật Tổ. Mình tin lời người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai. Cái chỗ này một số các người họ không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói.
cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát sanh, cúng tế quỷ thần và hương linh đã mất. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kẻ như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm, lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót.
người sống trong đời có những cảnh duyên gì, đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được. Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng của mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc sinh mạng loài vật. Cho nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ăn ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân hòa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ kỹ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết, ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết, đến nỗi phát sanh cái họa đao binh, do người gây ra và các thiên tai như nước lửa, hạn lụt, đói kém, tật dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, quyết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế,
huống hồ là chuyện báo đền giữa con người. Vì thế kinh thư viết: làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép: nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không gì có qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Xin làm các lành, xin làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Toản Quan mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được hả? Kêu được. Tôi kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương lồi súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường, nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được, thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Tích đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi, quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được. Kêu nước mắm có con gì đâu. Kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả? Kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu. Kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nó là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt đây được. Trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tổ hôm qua ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu. Kêu, trứng không có cồ nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa? Thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật tuyệt. Tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao còn uống sữa, còn như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác. Ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó, đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn gọi là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này.
Tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1, 2, 5, 7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô hãy ngồi ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Có cái ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó ăn chay bởi niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 20-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái chả xe tông này mà họ, cái bà này mà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bánh niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà chả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vãng sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, sao bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm. Thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng. Họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à. Nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha. Khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy biện rồi đó thì kêu trong này sư phụ là coi như là phổ biến tụng phổ môn là con tụng phổ môn. Phổ biến sáng phổ môn chiều Di Đà là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em đứng lấy trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạn đầy ắp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trọng dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực.
mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm vọng một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô A Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến ngài rất là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện ông đó, ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi, vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp, mở cửa ra một cái, thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành con cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Thì cuối cùng nó thành con cọp, cái con cọp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi gặp cái người bạn gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cọp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại. Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu ông này ông đứng lại, ông hỏi: ủa, ông là con cọp mà sao biết nói tiếng người? Ông kêu: ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy. Tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng tôi trốn. Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu: trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà, đâu biết tu đâu. Rồi không có tội gì tôi không làm. Đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa. Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi, cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo. Sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đến nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn. Không thể nào suy nghĩ, suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình quá giải nó được. Nó tính bất ngờ. Nó đến bất ngờ quá. Đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo, đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo sơ sát đi ăn xin, đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng. Không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực, long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang.
nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào. Vừa mới gặp nhau chuẩn bị đám cưới hy sinh, trời, đi ra một cái buổi ăn chè là coi như là thôi để anh trả cho, coi như là toàn bộ là nói những cái gì tốt, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, đám cưới được rồi, chiếm hữu người ta về rồi, bắt đầu xài xẻ quýnh cho người ta lên bờ xuống ruộng. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế, bởi vì đang sống với vọng tưởng điên đảo, chấp trước ngã mạn mà làm sao không có chuyện đó xảy ra. Đó, bây giờ mới ly dị ngồi đó đó. Nói không phải là cống cao ngã mạn la rầy quý vị quá đáng đâu, nói để mà nhìn thấu vào cái tâm gì ác, tâm xấu ác của mình, lừa gạt thiên hạ. Mới lần đầu gặp nhau sau mà cái tâm ban đầu đó, để mãi luôn, mãi cái tâm ban đầu thương yêu lo lắng và hy sinh như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long luôn đi. Sao mà thương nhau bước đầu rồi, rồi chiếm hữu được con người ta rồi, bắt đầu về hành hạ con người ta rồi, bắt đầu là xài xẻ con người ta. Bởi chúng tôi nói hai cái vợ chồng mà ở dưới Biên Hòa đó, sao mới lần đầu anh cưới nhau anh vui vẻ, anh còn hết lòng anh xin cha mẹ người ta, bây giờ anh không thích thì anh trả về cha mẹ người ta đi, chứ sao mà anh quýnh bài bắt người ta trả nợ, rồi bắt đầu ông đòi coi như là quyền rủa người ta, rồi ông quyền rủa ông làm cho người ta khổ đau vậy. Lý do gì như vậy? Phải là cái tâm phàm tục của ông xuất hiện lên không? Phải là cái tâm mà gọi như rằng là trước tốt sau xấu không? Có phải là trung thành, là trung thủy từ đầu đến đuôi không? Đó, lúc đó rồi ông mới nhìn nhận ra, ông kêu con nhiều lúc cũng không hiểu con người con. Cái con người ông dễ hiểu mà, nó là phàm tục đấy, không phải thánh hiền đâu. Đọc sách thánh hiền đi, rồi từ từ mình chuyển đổi phàm phu trở thành thánh hiền, rồi ông sẽ hiểu không? Hiểu. Gia đình bị coi như là tan nát. Tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy. Con cái coi như bất kính, không nghe lời cha mẹ nữa, cãi lại lời cha mẹ. Giờ thầy Minh đọc giáo dục gia đình một chút xíu và xem ba cái lá thư trong ba cái gia đình này kinh hồn, không thể tưởng tượng. Nghe xong rồi chuẩn bị sư cô tắc bạch trai tăng, nghe ba gia đình này hỗn loạn, tội nghiệp vô cùng. May là họ biết tu, chứ không biết tu là coi như xong rồi. Nghe ba lá thư của ba gia đình này nghe quá thương tâm. Trước đó là thầy Minh sẽ đọc giáo dục gia đình, rồi đến bảo thân tiết dục, rồi mới đọc ba cái lá thư đó. Ngắn thôi, ngồi lắng nghe, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp Ngữ. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hồi, thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hồi, hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiền. Trong lúc rảnh nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý. Cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình,
cho người thân và mọi người hay không? Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo tốt gì để mà mong? Ví như đem hình tượng xấu đặt trước gương sáng, quyết định chẳng thể có hình ảnh đẹp đẽ xuất hiện. Hình bóng hiện ra trọn chẳng khác gì hình tượng xấu xí ấy. Nếu người hiểu sâu xa nghĩa này, tương lai ắt thành một bậc chánh nhân quân tử, khiến cho hết thảy mọi người đều tôn trọng ái mộ. Mong hãy suy nghĩ cẩn thận, xét nghĩ kỹ càng thì may mắn lắm thay. Con còn nhỏ tuổi hãy nên dốc hết sức làm người, ắt phải nên hiếu thuận với cha mẹ, thân cận người có đức, xa lìa những hạng hoang đường. Cần phải dứt lòng tà, giữ lòng thành, đánh đổ ham muốn sằng bậy, để khôi phục lễ nghĩa. Đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Hiện nay chính là thời thế đại hoạn nạn, tai nạn xảy đến chẳng thể dự liệu, tránh né cũng không được, có ngừa cũng không ngừa được. Nếu có thể thường niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ-Tát, ắt sẽ có sự chuyển dời ngấm ngầm, chẳng thể nghĩ bàn. Ngõ hầu có thể gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành hên. Nói đến tốt lành thì chẳng phải là chuyện tốt đẹp đặc biệt gì. Gặp nạn nhưng chẳng bị nạn đã là chuyện tốt lành không chi lớn bằng rồi. Nhân tâm thế đạo ngày nay đã bại hoại đến tận cùng, phế kinh điển, phế hiếu, phế luân thường, vứt bỏ lòng thẹn, giết cha giết mẹ đều được miệt mài đề xướng. Đúng là muốn cho con người trọn chẳng khác gì cầm thú thì mới thỏa lòng. Truy tìm căn nguyên đều do một mực chẳng nói đến nhân quả báo ứng và giáo dục trong gia đình. Những kẻ đọc sách thông minh chỉ học thành hạng người có đủ mọi mánh khóe mưu mèo dối gạt mà thôi. Cho nên vừa nghe đến thứ tà thuyết ấy, liền như bèo dạt theo gió, tụ hợp trong hàng ngũ tà ác ấy. Tội tuy do họ gây ra, nhưng thật ra cha mẹ họ cũng chiếm quá nửa. Vì sao vậy? Do không khéo dạy dỗ từ nhỏ, lại còn dạy họ những mánh khéo mưu mèo dối gạt mà ra. Con đã biết tốt xấu, hãy nên đi theo đường chánh. Đừng nói đi theo đường chánh sẽ được trời giúp người kính, cửa nhà hưng thịnh, con cháu đều thành hiền thiện. Dẫu cho tốt nghiệp đã chín mùi, gặp phải cảnh ngộ ngang trái, trọn chẳng phải là do học theo những sự tốt đẹp cho nên mới gặp phải những nghịch cảnh như thế, để rồi oán trời hận người. Có hiểu như vậy thì mới chẳng thẹn là người đọc sách, chẳng hổ là người học Phật. Xin con hãy suy xét cặn kẽ, tận lực thực hành. Gần đây chắc là thân thể ông đã lành mạnh lắm rồi, tuổi ông đã già suy, con cháu thật đông. Hãy nên đem chuyện nhà, chuyện tiệm giao cho lũ con trông nom. Còn chính mình là một người nhàn tản, chẳng bận tâm một việc gì, ngày đêm trong tâm thanh tịnh niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, chắc chắn sẽ được thân tâm an lạc trong hiện tại, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Chuyện nữ sắc còn gây trở ngại cho tuổi thanh niên, huống chi tuổi đã già suy. Ông đã quy y Phật Pháp, muốn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, hãy nên đoạn ái dục. Bất luận vợ già hay hầu non đều coi như bạn đạo, trọn chẳng nghĩ như vợ chồng. Dạy họ hàng ngày bầu bạn niệm Phật cùng ông, thì ông chính là vị thầy hướng dẫn của bọn họ, mà họ cũng là bạn hữu ích cho ông. Đôi bên giúp đỡ nhau, lợi ích rất lớn. Tương lai cùng sanh về Tây Phương, cùng thân cận A-di-đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh đại hại chúng Bồ Tát, lại còn cùng chứng chân như diệu tánh, cùng phổ độ các chúng sanh trong thế giới, may mắn nào bằng. Lại nữa, nếu như khí luật suy yếu, hãy nên bảo vợ cả, vợ lẽ và con dâu cháu,
hãy rảnh rỗi bèn chia ban bầu bạn niệm Phật với ông. Mỗi người niệm một giờ cũng chẳng nhọc nhằn đâu. Ông niệm theo được thì niệm theo, nếu không nghe tiếng họ niệm, chẳng những ông được hưởng điều lợi ích ấy, mà khắp cả bọn họ cũng được tiêu trừ tai chướng, tăng trưởng phước thọ. Huống chi hiện tại đang nhầm tình thế hoạn nạn, nếu dùng pháp này khiến cho bọn họ ai nấy đều hành hiếu thuận để gieo căn lành lớn, thì đó mới là đạo lý yêu thương con cháu và quyến thuộc chân thật. Đấy là thân ông tuy bệnh, nhưng thật ra lại hướng dẫn cho cả nhà không bệnh yên vui. Những lời này chính là lời chỉ lý chỉ tình. Nếu chẳng tin tưởng, xin hãy sốt sắng làm thử xem, sẽ tự biết là lời chân thật vậy. Tổ sư Ấn Quang khai thị về chuyện sắc dục. Một, sự sắc dục là bệnh chung của toàn bộ người đời. Chẳng những kẻ trung hạ bị sắc mê hoặc, ngay cả người thượng căn nếu chẳng tự gìn giữ run sợ, luôn nghĩ kiên dè thì cũng khó tránh khỏi bị nó mê hoặc. Hãy thử nhìn xem, từ xưa đến nay không ít bậc hào kiệt phi thường, đáng coi là bậc thánh bậc hiền, chỉ do chẳng vượt được cái ải này lại thành ra kẻ hạ ngu bất tiếu, còn vĩnh viễn đọa lạc trong ác đạo. Kinh Lăng Nghiêm nói, nếu lục đạo chúng sanh trong các thế giới tâm chẳng dâm, sẽ chẳng sanh tự tiếp nối. Các ông tu tam muội vốn là để thoát trần lao, nhưng chưa trừ dâm tâm, chưa thoát khỏi trần. Người học đạo vốn là để xuất ly sanh tử, nếu chẳng thể đào đáo trừ khử bệnh này, nhất định sẽ khó thoát lìa sanh tử. Như vậy, pháp môn niệm Phật tuy đới nghiệp vãng sanh, nhưng nếu thói quen dâm dục cố kết, sẽ xa cách Phật, khó thể cảm ứng đạo giao. Đối với họa sắc dục này thì không gì bằng đối với hết thảy nữ nhân, luôn khởi lên thân tưởng, oán tưởng và bất tình tưởng. Thân tưởng là thấy người già coi như mẹ, thấy người lớn hơn coi như chị, coi người nhỏ hơn như em, với trẻ nhỏ coi như con gái. Dù dục tâm mạnh mẽ, quyết chẳng thể khởi ý niệm bất chánh đối với mẹ, chị, em và con. Thấy hết thảy nữ nhân đều là mẹ, chị, em gái, con gái mình, thì đương nhiên chế ngự được dục, dục không do đâu phát khởi được. Oán tưởng là phàm thấy mỹ nữ bèn khởi tâm yêu mến, do tâm yêu mến đó sẽ đọa ác đạo, bao kiếp dài lâu thọ khổ, chẳng thể xuất ly. Như thế thì cái gọi là mỹ lệ kiều mỹ còn kịch hại hơn giặc cướp, cọp sói, rắn độc, rết dữ, tỳ xương, trầm độc gấp trăm ngàn lần. Với kẻ oán gia cực lớn ấy vẫn còn quyến luyến mơ tưởng, chẳng phải là kẻ mê muội quá sức hay sao? Bất tình tưởng là vẻ xinh đẹp rung động lòng người chỉ là một lớp da mỏng bên ngoài, nếu bóc lớp da ấy đi sẽ chẳng can đảm nhìn nữa. Xương thịt, máu mủ, phân tiểu, đầm đìa, lông tóc loạn xị, trọn chẳng có vật nào đáng để người khác yêu thích được cả. Chỉ vì một lớp da mỏng che phủ, bèn lòng sanh luyến ái, bình đẹp đựng phân, không ai ưa mến. Này lớp da mỏng che phủ của mỹ nhân khác gì bình đẹp, những thứ được gối trong da khác gì phận uế, sao lại yêu mến lớp da? Quên đi các thứ vật dơ chứa trong lớp da đó mà khởi lên vọng tưởng miên man. Lá thư của Phật tử thứ nhất. A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con ở Hà Giang, một tỉnh ở đầu đất nước. Con có một thỉnh cầu, xin thầy một việc, kính mong thầy cứu giúp gia đình con. Một, chồng con bị nghiện ma túy đến nay đã 20 năm, rất nhiều lần đi cai, hứa hẹn rất nhiều lần, tuy nhiên đến thời điểm này không thay đổi, ngày càng nặng hơn. Hai, nay duyên đến, con biết về Phật Pháp, biết đến luật nhân quả, biết về nghiệp nặng của bản thân đang phải gánh chịu. Số ba, con xin thầy cho chồng con được tu tại chùa, biết đến Phật Pháp, biết làm điều thiện, bỏ được thói tà xấu, giải hết nghiệp cầu vãng sanh tịnh độ. A Di Đà Phật,
con xin kính bạch Thầy chỉ dạy ạ. Lá thư thứ hai, kính bạch Thầy, con hiện ở Đồng Nai, con đã có gia đình chồng cũng có duyên với Phật Pháp, bản thân con cũng vậy, con vốn có tâm dâm dục từ nhỏ, con nhờ ân đức của Phật Bồ Tát cứu giúp con tỉnh. Khoảng từ tháng 4, tháng 5 năm 2020 dương lịch, sự dâm dục trong con giảm thật mạnh. Sau đó dần, con cảm thấy ghê và không muốn gần gũi chồng con, luôn tìm mọi lý do né tránh. Do con nghe địa giảng của Thầy và đọc sách Bảo Thân Tiết Dục của Tổ sư Ấn Quang, con thấy rất mầu nhiệm. Riêng chồng con cũng nhiều lần đề cập tới vấn đề đó. Chồng con cũng tốt với con. Con tự biết như thế không thể kéo dài mãi. Con có đọc kinh niệm Phật hai thời sáng tối, cũng hồi hướng tới chồng con, mong giảm dần sự dâm dục và đã có duyên với Phật Pháp nên tu tập. Nếu là một người đang hướng về Phật Pháp, con theo pháp môn tịnh độ, mà lỡ để gia đình phải ly tán, người nhà buồn thì không được. Đây là điều con dự phòng. Con chỉ muốn vợ chồng xem nhau như bằng hữu, nhưng chỉ bản thân con muốn, còn chồng con không hiểu được. Vì con tự biết nghiệp chướng mình còn sâu dày, chưa đủ lực và thời gian. Có lúc con cũng cầu Bồ Tát Quán Thế Âm, các vị Long Thiên Hộ Pháp gia trì cho con. Khi chồng con đòi hỏi, con luôn cảnh giác, nhiều khi không dám vào phòng ngủ mà ngồi ngoài ghế ngủ gục trong giường, mà chồng con lại gần con rất khó chịu, không cho đụng vào người con. Con tha thiết xin Thầy chỉ điểm cho con nên làm thế nào ạ? Con thành kính tri ân Thầy. Lá thư thứ ba, kính bạch Thầy, con có một đứa em trai nay đã 26 tuổi, mà đứa em con hùng hạp làm ăn gây nợ cho gia đình, còn số tiền 300 triệu. Em con không nghe lời cha mẹ con khuyên, không nghe lời. Hơn 3 tháng nay đi làm ngủ đêm không về, ba mẹ năn nỉ về nhà nhưng không chịu, tính nóng, không nghe lời cha mẹ con khuyên, chỉ nghe lời bạn bè người ngoài, gây nợ làm ba mẹ con sầu khổ. Con kính xin hỏi Thầy, có phải kiếp trước ba mẹ con mắc nợ em con nên kiếp này phải trả không ạ? Có phải oan gia trái chủ không ạ? Mẹ con ngày nào tối nào cũng lễ Phật đọc kinh ở nhà, vì nhà con có thờ Phật để xin Phật cho em con. Biết nghe lời cha mẹ, biết hướng thiện nhưng chưa thành công. Con kính xin Thầy hoan hỷ chỉ dẫn cho gia đình con cách để em con biết nghe lời cha mẹ, lo làm ăn hướng thiện, không gây nợ nần, không làm cho ba mẹ con sầu khổ. Con xin tri ân công đức Thầy. Con xin kính chúc Thầy pháp thể khinh an, Thầy mãi là bóng cây che bóng mát cho hàng Phật tử chúng con. Con xin kính chào Thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Nãy giờ nghe ba lá thư rõ ràng chưa? Ba lá thư coi như là hóc búa, ba câu hỏi hóc búa, khó giải giống vậy. Và có một số người quan niệm là người sống ăn mặn thì chết phải cúng mặn họ ăn mới được.
Cái đó là quan niệm nó bị sai. Lắng nghe nè, nếu mà quan niệm mà sai thì nên sửa nè. Có những người còn sống, họ ăn mặn một thời gian, họ chuyển sang ăn chay. Họ thấy ăn chay ngon, khỏe, an lạc, có chuyện. Còn người mất khi mà họ ăn mặn lúc còn sống, và khi mất là hầu như họ cần gia đình cúng chay nhiều hơn. Vì sao? Lắng nghe. Hôm nay chúng tôi nói một chút xíu cái chỗ này, chuyển ác hành thiện chỗ này một chút. Có những người chưa mất, oan gia trái chủ đã đến đòi. Có một sư cô pháp danh là Huệ Tịnh, học cao đẳng cao cấp gì xong chuẩn bị đi Ấn Độ sau cái bị ung thư. Mà hồi trước là sư cô thường bắt ốc cho gia đình ăn. Và lúc sư cô bị ung thư rồi, chở từ bên Đắk Nông, Đắk Lắk gì qua bên này vô phòng hộ niệm á, thì thấy ốc bò đầy. Mình không thấy. Nhưng mà cái tâm thức của biến hiện ra toàn là ốc không. Còn quýu của niệm Phật không nổi. Cuối cùng cô nói chúng tôi mua mấy bao ốc để phóng sanh luôn. Thì những người lúc còn sống họ ăn mặn, nhưng lúc lâm chung họ đã quản hồn kinh rồi. Những loài súc sanh đến đòi mạng rồi, đừng có nói lúc chết. Mà lúc chết thì họ giác ngộ để cúng chay thì hầu như là rất là nhiều đó. Chú nhận giác ở ngoài Cẩm Phả Hạ Long ăn mèo bằng cách bỏ con mèo vô cột cái bao lại, nhận xuống nước, mèo sống á, cho nó chết. Nó ngộp nước cái chết, xong bắt đầu bắt lên mổ ruột lấy ra làm lẩu mèo ăn. Bao nhiêu con mèo khi mất coi như cái mặt như mặt mèo, mà ông có lên chánh điện là tự nhiên ông nóng ruột nóng gan, ông tu không được. Công nhận cái nghiệp chướng nó phá cũng kinh thiệt nha. Xuống bếp nấu ăn thì chịu, làm khổ cực kiểu gì cũng chịu, mà lên công phu một cái là nóng ruột nóng gan bực bội, giống như là bỏ chạy ra khỏi chánh điện, không cách nào mà tu được. Nhìn Phật thấy nó chán gì mà nó chán. Bồ đề tâm thối chuyển, ở trong chùa đang huân tập huân dưỡng thiện pháp, nhưng mà gì, không nhiễm được như cái vá ở trong nồi canh, không nhiễm được chút nào. Chúng tôi kêu chú làm công quả thì có phước, mà muốn chuyển cái nghiệp xấu ác lúc trước chú phải lên công phu. Lên công phu được một hai bữa xong ông bỏ ông chạy ra tiếp, thì bồ đề tâm đã thối chuyển. Bây giờ cái cách gỡ lại bằng cách nào? Gỡ cái cách bồ đề tâm thối chuyển bằng cách nào? Bắt đầu đọc thiện thư, đọc pháp, nghe pháp, bắt đầu nghe sách thánh hiền, nhất là văn sao Ấn Tổ, đọc vào cái thích niệm Phật, thích niệm Quan Âm, đọc hiểu cái lý trước, thâm nhập cái lý trước, rồi bắt đầu từ từ mình mon men cái sự tu một thời, hai thời, bắt đầu từ từ đi vào công phu thì nó gỡ lại được. Mà ở trong đạo tràng rất dễ gỡ, rất dễ để mà đại chúng giúp đỡ cho mình, chứ còn ở nhà một mình thì thua. Hoặc giả ở một cái thất một mình mà mình không phải là một bậc thượng căn thượng trí, và không phải là một bậc coi như là tinh tấn, mà thuần tinh tấn á, thì dễ giải đại. Tổ Ấn Quang nói là phải có đại chúng. Cho nên suốt cuộc đời của Ngài là ở Pháp Vũ nè, Linh Nham nè, một số các chùa để Ngài nương cái đức của đại chúng. Cái chỗ này là cái chỗ quan trọng. Thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái nghiệp sát sanh mà người ta cúng dỗ cha mẹ bằng đồ mặn thì quá nhiều, cúng cho quỷ thần nữa. Thì trong này Tổ Ấn Quang Ngài răng nhắc lằng là quỷ thần không có ăn đâu. Mà mình bày ra mình cúng để mà mình hưởng là chính. Mình nói quỷ thần ăn, quỷ thần nào mà ăn đâu. Nếu mà thiện quỷ, thiện thần làm gì có thích những cái đồ hôi tanh bẩn thỉu đó. Tổ Ấn Quang nói trong này, những hương linh mà muốn siêu thoát thì làm gì thích những cái máu huyết tanh hôi của loài súc sanh đó. Hay, hay, rất tuyệt, tuyệt. Cái chỗ này, nếu mà họ muốn siêu thoát thì tâm họ phải thanh tịnh. Muốn tâm thanh tịnh, nếu mà họ còn dùng được cái hương thì hương này phải là hương thanh tịnh. Với hương định hương, giữ hội hương, giải thoát tri cái hương. Hương này phải là hương thanh tịnh, gạo tẻ nước thơm. Còn nếu những vị quỷ thần, những người mà họ thích những cái máu huyết tanh hôi á, thì không phải là thiện quỷ thiện thần, không phải là hương linh, gọi là thiện hương linh để mà siêu thoát nữa. Muốn cho hương linh của mình trở thành thiện để siêu thoát thì buộc phải cúng chay. Đây, giờ thầy Minh đọc cái gì nghe. Cái tập tục này nó sai từ xưa đến giờ mà vẫn giữ. Nghe, mình phải tin lời của Phật Tổ, mình tin lời người đi trước, chứ đừng có cái xưa bày nay làm mà xưa sai, bắt đầu hôm nay mình cũng đi sai. Cái chỗ này một số các người họ không cùng quan điểm và họ không chấp nhận điều này chúng tôi nói.
cha mẹ còn sống ăn mặn thì bây giờ phải cúng mặn. Nếu đãi chay thì khách khứa không đến, đến mà không ăn được mình mất lòng với họ. Có phải vì mất lòng với họ mà nghiệp mình phải đeo mang không? Họ đãi mặn cho mình, bây giờ mình phải đãi mặn lại, có qua có lại mới tội lòng nhau chứ. Họ làm sai mình cũng phải làm sai chứ, phải vậy không? Nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của tổ sư Ấn Quang trích trong văn sao. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn Tịnh Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đang hiện diện, cũng như là quý Phật tử đang online trên mạng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị về ác nghiệp của sát sanh, cúng tế quỷ thần và hương linh đã mất. Thế tục mê hoặc coi ác là thiện, coi tạo nghiệp là tu phước. Kẻ như vậy rất nhiều, điều mắt nhìn thấy thảm, lòng thấy xót xa nhất, không gì bằng chuyện cúng tế quỷ thần. Phú quý đại gia luôn giết con vật lớn để tế, một mặt để cầu được nhiều phước, một mặt để phô phan mình giàu có. Còn những nhà nghèo khó cũng phải giết gà, giết vịt để cầu thần thường bảo hộ, khiến cho phước thọ tăng thêm lâu dài hơn, mọi việc đều như ý. Chẳng biết thiên địa lấy hiếu sanh làm đức, quỷ thần lấy thiên địa làm chủ tể các sự, há chẳng phải là tâm ấy trái thiên nghịch địa ư? Vì hưởng một kỳ tế lễ của ta, khiến cho vô số sanh mạng cùng chịu nỗi khổ cắt xẻ, ông thần ấy còn đáng gọi là một vị chánh thần thông minh, chánh trực, thưởng thiện phạt ác nửa chăng? Nguyên do là bọn ngu phu tham ăn, chỉ mượn danh quỷ thần giết thú lớn vật nhỏ, cốt sao thọ thích bụng miệng, quen dần thành thói, chẳng biết là đã tạo đại ác nghiệp. Bảo là cúng quỷ thần, thần có ăn đâu? Huống hồ đã gọi là thần, ắt phải vâng giữ đức thông minh chánh trực, ắt phải chuẩn theo việc thiện hay ác, mà giáng phước hay gieo vạ. Há phải đâu ai sát sanh cúng bái mình, dù nó làm ác vẫn cứ giáng phước. Kẻ nào chẳng sát sanh cúng tế mình, dù có làm thiện cũng cứ gieo vạ ư? Nếu vậy, tâm hạnh của ông thần ấy có khác gì tâm hạnh của bọn tiểu nhân vô lại nơi chợ búa đâu? Làm sao xưng là ông thần thông minh chánh trực được nữa? Đã là một vị thần thông minh chánh trực, chắc chắn chẳng vì thói yêu tà quỷ quái này mà chẳng tuân thủ đạo đức nhân nghĩa. Người đời chỉ biết ăn thịt là ngon, bèn vì ý niệm tham cầu thứ hôi thối tanh tưởi ấy, cho rằng thần thánh cũng giống như vậy. Từ đấy kẻ nọ người kia bắt chước nhau, chẳng biết là trái. Ví như dồi tựa ăn phân, nghĩ thiên tiên cũng phải tham ưa vị ngon này, bèn thường muốn dâng lên để cầu được ban thượng phước khánh. Những con vật bị giết kia phần nhiều đều là những kẻ trong đời trước sát sanh cúng tế quỷ thần, ngõ hầu chính mình có dịp ăn thịt, nay phải đền trả quả báo sát sanh khi ấy. Thế nhưng hết thảy kẻ ngu nghe nói đến chuyện sát sanh tế thần, bèn vui mừng hớn hở, coi đấy là chuyện làm phước, chẳng biết tương lai sẽ phải biến thành những giống vật ấy. Lúc bị người giết, có miệng chẳng nói được, không cách nào thoát khỏi. Huống những ai đã thâm nhập Phật Pháp, đã thọ đại giới nhà Phật, là bậc cao nhân lỗi lạc suốt đời ăn chay, do ham muốn ăn thịt, bèn vô cớ bịa chuyện, giết vô số sanh mạng để cúng tế. Cái tội nghịch trời trái lý, dối thánh khinh hiền ấy, khiến cho đời đời kiếp kiếp sẽ mãi mãi làm các loài vật bị giết chóc ấy, há chẳng đáng buồn bã lắm sao? Người đời mắc bệnh cùng bị những tai nạn nguy hiểm, chẳng biết niệm Phật tu thiện, lại lầm lạc cầu đảo quỷ thần, đến nỗi sát hại sanh mạng, nghiệp tăng thêm nghiệp, thật đáng thương xót. Người sống trong đời có những cảnh duyên gì
đa phần là do túc nghiệp. Đã mắc bệnh khổ nên niệm Phật tu thiền, sám hối túc nghiệp, nghiệp tiêu bệnh sẽ lành. Hạng quỷ thần kia chính họ còn đang trong biển nghiệp, sao có thể tiêu nghiệp cho người khác được? Dù là vị chánh thần có đại oai lực đi nữa, thì oai lực của vị ấy so với oai lực của Phật Bồ Tát khác chi lửa đom đóm sánh với ánh sáng của mặt trời. Đệ tử Phật chẳng hướng về Phật Bồ Tát cầu đảo, lại hướng về quỷ thần cầu đảo, chính là tà kiến, chính là trái nghịch lời Phật dạy, không thể không biết điều này. Thêm nữa, hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ, là chư Phật vị lai, lẽ ra nên kiên giết phóng sanh, yêu tiếc sinh mạng loài vật, cho nên theo tri kiến thế tục, cho rằng dâng thức ăn ngon lành lên cha mẹ mới là hiếu. Kẻ chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết xử lý luân hồi lục đạo, lầm tưởng đấy là hiếu còn tha thứ được. Chứ nếu là người đã nghe Phật Pháp, giết phụ mẫu thân thuộc quá khứ để phụng dưỡng cha mẹ hiện tại và dùng trong tang tế vân vân, chẳng những chẳng phải là hiếu đạo mà còn trở thành ngỗ nghịch nữa. Bởi vậy, do nghe nghĩa đế chân thật của Phật Pháp, những người thông đạt đều chẳng chịu làm theo những pháp quyền tạm của thế tục. Bởi những pháp tạm bợ ấy chỉ thuận theo mê tình thế tục mà lập, chẳng phải là đạo thấy thấu suốt nhân quả ba đời của Đức Như Lai vậy. Trong các ác nghiệp, chỉ có sát nghiệp là nặng nhất. Khắp dưới gầm trời không một ai chẳng tạo sát nghiệp. Dù cả đời chẳng sát sanh, nhưng hằng ngày ăn thịt, tức là hằng ngày sát sanh, bởi chẳng giết chắc chắn chẳng có thịt. Kẻ mổ thịt, kẻ săn bắt, kẻ đánh cá đều là để cung cấp cho nhu cầu của người ăn thịt, họ giết hại thay cho mình. Nhưng một ải ăn thịt, ăn chay, thật sự là nguyên nhân chẳng nhỏ khiến chúng ta thăng hay trầm, thiên hạ bình trị hay loạn lạc vậy. Những ai yêu thân mình và yêu thương khắp cả mọi người trên cõi đời, muốn được trường thọ an lạc, chẳng mắc phải tai họa ngoài ý muốn, phải lấy việc kiên giết ăn chay làm diệu pháp bậc nhất để vãn hồi thiên tai nhân họa. Một niệm tâm tánh của hết thảy chúng sanh chẳng khác với chư Phật, cũng chẳng khác với một niệm tâm tánh của chúng ta. Chỉ vì túc thế ác nghiệp đọa vào dị loại, vì thế phải sanh lòng thương xót lớn lao, lẽ đâu mặc sức giết chóc. Người đời vô tri bị tập tục trói chặt, thường coi sát sanh ăn thịt là vui, chẳng nghĩ đến các con vật bị giết ôm nỗi thống khổ oán hận như thế nào. Cậy mạnh hiếp yếu coi là chuyện đương nhiên, một khi đao binh khởi lên, tình cảnh khác gì những con vật bị giết đốt cháy nhà cửa ngươi, hãm hiếp vợ con ngươi, cướp tiền tài của ngươi, giết thân mạng ngươi, ngươi vẫn chẳng dám dùng lời ác chửi nó, vì sức chẳng chống chọi lại được. Loài vật bị giết cũng vì chẳng có sức chống cự lại được. Nếu nó kháng cự được, tất nhiên nó sẽ cắn xé kẻ toan giết nó đến cùng. Sao không đối với cảnh khổ ấy, hãy thử nghĩ kỹ lại xem. Loài vật cùng ta đều tham sống sợ chết. Ta đã có trọn vẹn cái thể chất đội trời đạp đất này, lẽ ra phải nên hỗ trợ đất trời sanh thành dưỡng dục, khiến cho các loài chim thú cá rùa kia đều sống yên vui. Nỡ nào giết thân mạng chúng để vui sướng bụng miệng mình ư? Do sát nghiệp cố kết, đến nỗi phát sanh cái họa đao binh, do người gây ra và các thiên tai như nước lửa, hạn lụt, đói kém, tập dịch, gió lốc, địa chấn, biển trào, sông ngập vân vân, nối tiếp nhau giáng xuống. Giống như biếu quà cuối năm, ta biếu quà đi, người biếu quà lại, biết chẳng bao giờ biếu đi, chẳng được biếu lại, hoặc chỉ nhận quà chứ không biếu trả. Nếu có trường hợp như vậy, tất nhiên phải có nhân duyên nào khác ngăn trở, chứ thật ra đều chẳng ngoài chuyện qua lại đáp tạ cả. Trời thưởng phạt cũng giống như thế, huống hồ là chuyện báo đền giữa con người.
Vì thế kinh thư viết, làm lành giáng xuống trăm điều tốt lành, làm việc chẳng lành giáng xuống trăm điều họa ương. Kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chứa điều bất thiện ắt tai ương có thừa. Đạo trời ưa xoay vần, không gì có qua mà chẳng lại. Muốn tránh khỏi ác quả, phải đoạn ác nhân trước đã. Muốn được thiện quả, phải trồng thiện nhân trước đã. Đấy là lẽ rốt ráo của lý trời tình người vậy. Nam mô A Di Đà Phật. Đừng làm các ác, tuổi tuổi bình an. Xin làm các lành, xin làm các việc lành, năm năm như ý. Muốn tuổi nào cũng được bình an thì đừng làm các ác. Trong các ác thì sát nghiệp là nặng nề nhất, Toản Quan mới khai thị. Nhưng mà trong nhà của mình thì mình ăn chay trường, nhưng mà những người khác người ta còn ăn mặn, vẫn tùy hỷ nấu mặn. Hôm bữa có một cô đó, cô đi chung với cô Thủy ở bên Iceland về, cô nói con ăn chay không được. Hỏi sao vậy? Kêu cái miền của con ở ngoài đó là họ đám cưới tất tần tật là đều mặn hết. Chúng tôi mới nói gấp rau trong nhà nồi thịt ăn. Còn hỏi được hả? Kêu được. Tôi kêu nó dính nước thịt nó có bị ăn mặn không? Kêu không. Không sao. Phương tiện như là lục tổ hệ năng, gấp rau nồi thịt ăn, về nhà bắt đầu mình ăn chay. Trong nhà mình ai cũng ăn mặn hết trơn, họ cho mình ăn chay thì quá tốt. Còn không thì gấp rau trong nồi thịt ăn, bớt lại, bớt ăn mặn lại, bớt từ từ lại. Và thương lồi súc sanh, đem cái công đức đó hồi hướng cho gia đình. Từ từ gia đình bắt đầu thay đổi. Có thể gia đình ăn chay trường, nhiều cái trường hợp gia đình này lắm. Một mặt là thành tâm niệm Phật, một mặt là khởi thiện niệm thương chúng sanh, một mặt là mình đi phóng sanh, lấy công đức để hồi hướng cho gia đình mình. Gia đình mình đang bị khủng loạn rồi, bị coi như là tích ác rồi, đang bất an rồi, gia đình đang bị có vấn đề bất ổn rồi, mà sức của mình không chuyển được, nói kiểu gì cũng không được, thì bây giờ làm cái gì? Giờ làm cái gì? Tích đức mà cầu Phật Bồ Tát, niệm Phật cầu Phật Bồ Tát, bắt đầu xây chuyển gia đình. Bản thân gia đình chúng tôi thì dễ dàng rồi, quy định của chùa là vô phải ăn chay, không ăn trứng, không ăn ngũ vị tăng. Có nhiều người nói là ăn chay như vậy ăn nước mắm được không? Kêu không được. Kêu nước mắm có con gì đâu. Kêu con cá chết rồi người ta làm mắm cũng từ nó con cá. Kêu khó vậy hả? Kỹ vậy. Kêu, nước mắm cũng làm từ con cá. Người ta cũng bắt con cá lên người ta giết. Kêu nước mắm đâu có con gì đâu. Kêu có, làm từ con cá. Cho nên tổ hôm qua nó là không được uống sữa bò nữa kìa. Dắt cái sữa con bò nó đau đớn, cái buồn vú nó là đau đớn lắm, cho nên sữa bò cũng không được uống nữa đâu. Uống sữa gọi rằng là thực vật, những hạt đây được. Trứng cũng không được ăn đâu. Kinh nhờ, tổ ông Quan ngày kỹ không? Kỹ không? Ngày kỹ mức độ đó. Cái lá thư người ta nói bây giờ trứng nó đâu có cồ đâu, kêu trứng nó không có cồ, nhưng mà con gà nó ăn trùng độc, nó ăn những cái thứ mà không được tinh sạch, cho nên cái trứng nó có chất độc tố trong đó. Ghê chưa? Thấy ngài kỹ không? Còn con bò nó không có ăn những cái gì độc tố, ăn cỏ không, nhưng mà lấy sữa con bò, lấy chất bổ béo của nó đau khổ cũng không nên dùng. Cái lòng từ bi của tổ sư Ấn Quang gọi là Đại Thế Chí Bồ Tát cổ Phật tuyệt. Tuyệt. Lúc trước không đọc đến văn sao, còn uống sữa, còn như là thích sữa mà uống sữa bò, sữa này sữa nọ, nhưng mà đọc vô một cái là giật mình. Công nhận cái năng lực trong văn sao là cái sở chứng của ngài, cho nên thành ra ngài không có làm những cái điều là không uống sữa, không ăn trứng, không làm điều xấu ác. Ngài chứng trong đó được rồi, cho nên ngài nói ra nó có công hiệu, nó có cái công lực trong đó. Nếu mà ngài làm không được mà ngài nói thì cái công lực nó không có trong đó, đúng không? Cho nên công đức Phật hiệu ngài nói là nó không thể nghĩ bàn. Dùng quả giác của Phật làm nhân địa tâm. Trong câu A Di Đà Phật hôm qua chúng tôi có nói, sư cô Hải Ngộ, mẹ của thầy Nguyên ra đi, sư cô nằm khá lâu, hơn 2 năm. Có nhiều người nói vì sao sư cô tạo cái ác nghiệp gì mà lâu vậy mà còn ở, giờ là người đời người ta vô có khi 1-2 ngày hoặc 1-2 tháng, mà sao mà sư cô lâu vậy? Có nhiều người suy nghĩ điều này.
Tuy rằng sư cô, tuy rằng thầy, nhưng mà ác nghiệp nhiều đời, đời này thì đi tu rồi không tạo, nhưng mà nhiều đời trước tạo quá sâu dày, cho nên bây giờ phải trả. Mà trả trong một thời gian 1, 2, 5, 7 năm, khỏi phải đọa ác đạo vô lượng đời kiếp. Tổ Ấn Quang nói điều này, có đặc biệt cái chỗ này. Mà thay gì, thí dụ sư cô hãy ngồi ở trong này 2 năm hoặc 2 năm mấy ngày, nhưng mà ở nhà đôi khi còn hơn. Đôi khi còn hơn. Có cái ông đó chúng tôi gặp 19 năm mới ra đi. Cho nên cái nghiệp lực của chúng sanh á, tuy rằng tu sĩ, tuy rằng người có ăn chay có niệm Phật, như cái bà đó ăn chay bởi niệm Phật 30 năm mà xe cái tông cái rầm chết. Tổ Ấn Quang nói là ông không biết được cái túc nghiệp của họ nhiều đời. Họ mới ăn chay có 20-30 năm mà túc nghiệp họ tạo vô lượng đời kiếp. Bây giờ họ chết vì cái trả xe tông này mà họ, cái bà này mà không đọa ác đạo. Có lý. Và nếu mà khi bà mất đó mà bà thành tâm bánh niệm Phật được thì vẫn Phật vẫn tiếp dẫn bà vãng sanh. Tuy bà trả ác nghiệp nhưng mà tâm bà vẫn khởi được câu Phật hiệu 10 niệm và tín nguyện đầy đủ, đủ thiện căn phước đức. Tuy rằng nhìn cái chết của bà thấy là khủng hoảng, là chết một cách đau thương và chết một cách gọi là xe tông bắt đắc kỳ tử, nhưng tâm bà đã có niệm Phật thì bà này đôi khi vãng sanh đó. Mình chưa có thần thông, mình chưa có nhìn thấy đó, chứ đôi khi bà này vãng sanh đó. Chứ đừng có nói là bà ăn chay niệm Phật mấy chục năm, sao bà mang cơm cho người khác mà bị xe tông chết. Trả cái quả, nhưng mà cái nhân bà tu hiện tại, bà nguyện vãng sanh, bà này bà vẫn được vãng sanh. Hay là cái chỗ này, cái kêu, ồ cái bà đó bà ăn chay niệm Phật tu hành mấy chục năm còn xe tông chết rồi, vậy mình tu làm chi? Người không hiểu nhân quả. Cho nên công đức Phật hiệu thực sự khó tin vô cùng, chứ không phải dễ tin đâu. Hôm qua chúng tôi có nói với gia đình của thầy Nguyên, với một số ban hộ niệm. Thầy Nguyên vẫn kiên trì để đây mãi, để mãi, để đến lúc nào ra đi chứ không thối chuyện. Có nhiều người 1-2 tháng, 1-2 năm gì đó thấy chán quá, đâu có lợi ích gì đâu, cứ nằm ì ra đó chưa đi, thôi mang về. Còn gia đình của thầy là quyết tâm cho đến cùng. Họ không thối chuyện, không thối chuyện. Vì vậy cho nên công đức Phật hiệu đầy đủ pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Cho nên chúng tôi nói là Phật lực không thể nghĩ bàn, pháp lực không thể nghĩ bàn, tự tánh lực không thể nghĩ bàn. Tự tánh của mình, lắng nghe kỹ chỗ này nha, chỗ này nó hơi khó nghe chút à. Nghe thôi chứ mà để cảm ngộ hơi khó nha. Khởi thiện niệm đi làm từ thiện, đó là tự tánh công đức lực. Khởi thiện niệm lên tu một thời công phu trì chú niệm Phật, đó là tự tánh công đức lực đang khởi. Phải hiểu cái từ tự tánh công đức lực và cái tác dụng của nó. Khởi một thiện niệm lên trì 5 biến đại bi, 10 biến đại bi, 25 biến đại bi, 49 biến đại bi. Khởi một thiện niệm lên tụng phổ môn. Vừa rồi cho thầy Biện rồi đó, thì kêu xong này sư phụ là coi như là phổ biến tụng phổ môn, là con tụng phổ môn. Phổ biến sáng phổ môn chiều Di Đà, là con tụng phổ môn Di Đà. Khởi một thiện niệm lên tụng kinh, đó là tăng trưởng thiện pháp. Thì đây là tự tánh công đức lực đang bắt đầu được đề khởi. Mà nếu mà không đề khởi nó được thì ác niệm nó mọc như cỏ, mọc như nấm. Bọn phàm phu mình không có thể nào mà kêu mà để tâm không không mà nó không khởi ác niệm. Miếng đất để không đó mà nó có sẵn cái hạt coi như là cỏ dại mà kêu không mọc cả dại là chuyện lạ. Tâm mình có sẵn trong này kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc tham sân si, mà không niệm gì hết mà kêu mà để nó không có, có khởi niệm bậy, niệm xấu ác là chuyện lạ, làm gì có đạo lý đó. Chỗ này, cái chỗ này chúng tôi nói lớn như vậy là nó có cảm ngộ trong nó, và nó thú vị đó. Khi mình nhìn nhận ra được chỗ này là mình phải siêng chăm chỉ. Không niệm Phật là đọc sách. Thánh hiền không đọc sách thì tụng kinh, không đọc kinh thì trì chú, không trì chú thì ngồi anh em uống nước trà là bàn cái chuyện Phật pháp. Trong kinh nói sáng tối bàn chuyện Phật pháp, không cho nó để ác pháp trong đó. Còn mình sao? Trong tâm thì ác pháp kia là tham sân si ngã mạng đầy ấp bụng dạ, bên ngoài thì bắt đầu tấp nó vô nữa, đem nó vô nữa. Ba cái chuyện gì bên ngoài mình cứ mang vô mình bỏ trong tâm thì thôi rồi, xong luôn. Đời mình xong luôn. Cho nên hôm nay phải khởi được tự tánh công đức lực, không để nghiệp ác gọi rằng là khởi hoặc tham sân si để tạo sát trọng dâm dối nữa. Và phải khởi lên được cái tâm tự tánh công đức lực, đó là thích làm thiện, thích tụng kinh, thích trì chú, thích xem sách thánh hiền, thích đọc lời Phật tổ. Thì đây là tự tánh công đức lực đã đang đề khởi. Mà khi mà đề khởi được tự tánh công đức lực á, mà thương niệm Phật thì cảm được Phật lực.
mà trong danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật có được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân. Pháp thân đó là tự tánh của mình, và Phật cũng có được tự tánh, đó là lý thể của tự tánh gọi là pháp thân. Báo thân của Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, và dùng thần lực và nguyện lực để mà đi vào các cảnh giới tùy thân ứng hiện như Bồ Tát Quan Âm. Ngày vô trong làng đó, ngày làm người phụ nữ thiệt đẹp xách cá đi bán, cái làng đó hay sát sanh. Rồi ngày đi đến nơi đó, ngày hiện thành thân nam. Thì cái ứng báo thân của Phật Bồ Tát là tùy duyên mà ứng hóa. Còn cái thân của mình là báo thân của mình này nè, là do cái nghiệp ái, nghiệp lực nó xuất hiện. Rắc rối lắm, không được như Phật Bồ Tát. Nhưng mà trong danh hiệu Phật đó, người niệm vọng một thời gian cái rồi họ thấy Phật trong mộng nè, rồi họ thấy Phật sẽ ứng hiện để mà tiếp dẫn họ vãng sanh, là trong câu A Di Đà Phật, trong câu Nam Mô A Di Đà Phật có chứa được pháp thân, báo thân, ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cho nên ngài đến ngài rất là lẽ tất nhiên, tất nhiên. Còn nếu mà mình niệm tham lên thì trong danh hiệu tham đó, tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, tham thì ở trong đó có cảnh giới ngạ quỷ. Niệm đến một cái lúc nào nó tinh thuần rồi, nó thành khói thì ngạ quỷ ban ngày đó họ xuất hiện luôn. Còn si dại làm điều ác thì đến cái lúc là gì? Súc sanh thấy đầy. Giống như là cô Thủy cô nói, có cái ông lên trên Đà Lạt. Ông lên Đà Lạt mà coi như là lúc nào cũng thấy ma, thấy quỷ gì, ông sợ quá, ông cứ chùm mền. Rồi cô Thủy kêu vợ ông mang xuống, kêu ông xuống đây, mà ông xuống tới đèo Bà Ren là coi như ông lột dây, ông nhảy luôn, ông không chịu xuống chùa nữa. Điên loạn luôn à. Ác pháp trong tâm quá nặng, mà nhà giàu lắm, ăn chơi dữ quá. Kinh không? Có trong văn sao có một cái câu chuyện ông đó, ông làm ác đến cái lúc mà tự nhiên cái quả ác mà nó xuất hiện, chưa phải để đến lúc mà quả báo xuất hiện nha, mà hoa báo tức là đang mang thân làm người thôi, vậy mà hoa báo nó kinh hồn. Vừa nghe ở ngoài ngõ cửa cộp, mở cửa ra một cái, thấy một cái người mặt đen, thấy một cảnh hoảng hốt, cái tự nhiên toàn thân biến thành con cộp. Trời ơi, thân người mà biến thành cộp. Tổ quan nói cái ác báo mà cái thân con người nó biến thành súc sanh, chứ đừng có nói để chết. Thì cuối cùng nó thành con cọp, cái con cọp này biết nói tiếng người, nó bỏ chạy rẹt vô trong rừng luôn. Xong rồi gặp cái người bạn gặp cái người bạn đi ngang qua, cái con cọp nó đi nhìn nó thấy, nó chạy lại. Trời ơi, ông này ông sợ quá, ông bỏ, ông tán mạng, ông chạy, ông bỏ dép, ông chạy, đừng có chạy tôi nè. Nói tên tuổi của ông xong cái bắt đầu ông này ông đứng lại, ông hỏi: ủa, ông là con cọp mà sao biết nói tiếng người? Ông kêu: ừ, không biết sao trong một đêm đó tôi nghe người ta gõ cửa, cái tôi mở ra, cái tự nhiên hình dạng tôi bây giờ nó như vậy. Tôi sợ quá, tôi phải chạy vô rừng tôi trốn. Ồ, câu chuyện này đặc biệt nha. Xong hỏi là lý do ông như vậy, ông kêu: trời, không có tội gì, tôi không làm tà dâm hãm hại người, nói láo, rồi bất kính sư trưởng, rồi bất hiếu cha mẹ, rồi giống như là đấm đất để không mà nó mọc ba cái cỏ dại mà, đâu biết tu đâu. Rồi không có tội gì tôi không làm. Đến bây giờ thân hình tôi đã biến thành cọp rồi, không còn cái gì để mà cứu vãn được nữa. Ông nói xong hai hàng nước mắt con cọp rơi xuống, cái ông nhảy vô trong rừng, ông chạy trong đó. Câu chuyện này có trong văn sao, đọc đi thấy. Đang thân người mà biến thành súc sanh, chứ đừng có nói là để chết mới biến. Kinh không? Đến lúc đó là nó đã trở thành hoa báo, nó trở thành quả báo hiện tiền luôn. Rồi có ông đó, ông thích giết heo quá, cái ông chết rồi liệm rồi bỏ trong hòm rồi, cái tự nhiên sao nghe lọc cọc trong đó dở ra thấy con heo. Trời ơi, con người mà thành con heo. Sao mà cái ác báo nó kinh hồn, cho đến nó nghiệp lực không thể nghĩ bàn mà. Cái nghiệp lực này không thể nào tưởng tượng nó nổi luôn. Không thể nào suy nghĩ, suy bàn, không để mà tính toán, để mà đo lường, để nó chuẩn bị, để mình đón nhận nó và mình hóa giải nó được, nó tính bất ngờ. Nó đến bất ngờ quá, đang thân người mà biến thành cọp, đang thân người mà biến thành heo. Đang thân người mà mù, đang thân người mà cái thân tàn ma dại, đang thân người giàu như vậy mà rớt cái bịch xuống nghèo, sơ sát đi ăn xin. Đang là có địa vị đó mà nó rớt xuống một cái coi như là tan xương mất mạng. Không lường được cái nghiệp lực, không đỡ biết đường nào mà đỡ, không biết đường nào mà lần, thì gọi là không thể nghĩ bàn, không thể nào suy lường nó được. Chỉ có Phật lực, Pháp lực, câu Phật hiệu, tin vào Phật Pháp thì nó chuyển được nghiệp lực. Nhớ nha, tự tánh công đức lực đề khởi những thiện pháp trong tâm, đề khởi những cái tâm thích tu, tinh tấn tu hành vì lợi ích tha nhân. Cái tự tánh công đức lực này nó đề khởi liên tục, rồi cảm đến Phật lực, long thần hộ pháp gia trì thì mới có cơ may để chuyển được nghiệp lực ngang.
nghiệp lực mà sát trộm dâm dối không dễ đâu, không dễ chút nào đâu, không dễ đâu. Đừng có nói cái chuyện đơn giản như nó. Chưa có cơ hội thôi, có cơ hội đi rồi sẽ thấy cái ngã mạn nó như thế nào, cái bất kính nó như thế nào. Coi nó đó, cái vô ơn bội nghĩa mình như thế nào. Vừa mới gặp nhau chuẩn bị đám cưới hy sinh, trời, đi ra một cái buổi ăn chè là coi như là thôi để anh trả cho, coi như là toàn bộ là nói những cái gì tốt, tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi, đám cưới được rồi, chiếm hữu người ta về rồi, bắt đầu xài xẻ quýnh cho người ta lên bờ xuống ruộng. Đàn ông cũng thế, đàn bà cũng thế, bởi vì đang sống với vọng tưởng điên đảo, chấp trước ngã mạn mà làm sao không có chuyện đó xảy ra. Đó, bây giờ mới ly dị ngồi đó đó. Nói không phải là cống cao ngã mạn la rầy quý vị quá đáng đâu, nói để mà nhìn thấu vào cái tâm gì ác, tâm xấu ác của mình, lừa gạt thiên hạ. Mới lần đầu gặp nhau sau mà cái tâm ban đầu đó, để mãi luôn, mãi cái tâm ban đầu thương yêu lo lắng và hy sinh như vậy cho đến lúc đầu bạc răng long luôn đi. Sao mà thương nhau bước đầu rồi, rồi chiếm hữu được con người ta rồi, bắt đầu về hành hạ con người ta rồi, bắt đầu là xài xẻ con người ta. Bởi chúng tôi nói hai cái vợ chồng mà ở dưới Biên Hòa đó, sao mới lần đầu anh cưới nhau anh vui vẻ, anh còn hết lòng anh xin cha mẹ người ta, bây giờ anh không thích anh trả về cha mẹ người ta đi, chứ sao mà anh quýnh bài bắt người ta trả nợ, rồi bắt đầu ông đòi coi như là quyền rủa người ta, rồi ông quyền rủa ông làm cho người ta khổ đau vậy. Lý do gì như vậy? Phải là cái tâm phàm tục của ông xuất hiện lên không? Phải là cái tâm mà gọi như rằng là trước tốt sau xấu không? Có phải là trung thành, là trung thủy từ đầu đến đuôi không? Đó, lúc đó rồi ông mới nhìn nhận ra, ông kêu con nhiều lúc cũng không hiểu con người con. Cái con người ông dễ hiểu mà, nó là phàm tục đấy, không phải thánh hiền đâu. Đọc sách thánh hiền đi, rồi từ từ mình chuyển đổi phàm phu trở thành thánh hiền, rồi ông sẽ hiểu không? Hiểu. Gia đình bị coi như là tan nát. Tan nát gia đình bởi phế bỏ gia quy. Con cái coi như bất kính, không nghe lời cha mẹ nữa, cãi lại lời cha mẹ. Giờ thầy Minh đọc giáo dục gia đình một chút xíu và xem ba cái lá thư trong ba cái gia đình này, kinh hồn không thể tưởng tượng. Nghe xong rồi chuẩn bị sư cô tắc bạch trai tăng, nghe ba gia đình này hỗn loạn, tội nghiệp vô cùng. May là họ biết tu, chứ không biết tu là coi như xong rồi. Nghe ba lá thư của ba gia đình này nghe quá thương tâm. Trước đó là thầy Minh sẽ đọc giáo dục gia đình, rồi đến bảo thân tiết dục, rồi mới đọc ba cái lá thư đó. Ngắn thôi, ngồi lắng nghe, cố gắng lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang về giáo dục gia đình. Thành kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Tổ sư Ấn Quang khai thị giáo dục gia đình, trích trong sách Giáo dục gia đình Pháp Ngữ. Con người một đời thành hay bại đều do lúc niên thiếu nhiều phen tài bồi mà ra. Người đã thành đồng phải biết tốt xấu, trọn chẳng được học đòi những thói thời thường. Hãy nên học hiếu, học để, học trung hậu, thành thật. Trong lúc tuổi trẻ này, tinh lực cường tráng nên nỗ lực đọc sách. Phàm đọc qua những sách gì, nên nghĩ đến những điều sách đã nói, phải hành theo điều đó, chẳng phải là đọc xong rồi thôi. Những điều sách nói nếu chẳng dễ lãnh hồi, thì âm chắc văn, cảm ứng thiên vân vân, đều là nói thẳng, hãy khéo lãnh hồi, hãy nên thường đọc, thường ngẫm nghĩ, sửa lỗi, hướng thiền. Trong lúc rảnh nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát để mong tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, chớ cho như vậy là nhọc nhằn. Cổ ngữ nói, trẻ khỏe không nỗ lực, già lớn luống buồn thương. Lúc này nếu để lỡ làng Quan Âm, sau này dù có nỗ lực cũng khó thành tựu. Bởi thời giờ đã qua, sức nhớ đã kém. Học phải dùng sức nhiều nhưng hiệu quả ít ỏi. Thứ nhất phải là một người tốt, thấy người hiền mong được bằng, thấy người không hiền trong lòng tự cảnh tỉnh. Thứ hai là phải biết nhân quả báo ứng, nhất cử nhất động chớ mặc tình phóng ý. Cần phải nghĩ việc này có ích gì cho mình,
cho người thân và mọi người hay không? Chẳng những làm việc như thế, mà ngay cả suy nghĩ động niệm cũng nên như thế. Khởi tâm tốt sẽ có công đức, khởi tâm xấu sẽ mất tội lỗi. Phải nghĩ mong được quả báo tốt, phải giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm chuyện tốt, có lợi cho người và vật, vô hại cho mình người mới nên. Nếu không thể như vậy, há có báo